tốt đẹp không tì vết nhân kỷ niệm 30 năm. Trước đây, Asus thường được nhắc đến nhiều trong phân khúc laptop giá rẻ, tầm trung, với đặc trưng là những dòng sản phẩm có giá thành bình dân nhưng sở hữu cấu hình tốt. Tuy nhiên trong một vài năm gần đây, hãng sản xuất Đài Loan đã chuyển mình để cho thấy họ cũng có khả năng ra mắt những siêu phẩm, trong phân khúc cao cấp với giá thành không hề rẻ một chút nào. Điển hình trong đó là mẫu laptop sang trọng có tên gọi Zenbook 13 Edition 30, được Asus giới thiệu trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Sản phẩm được bọc da thật màu trắng ngọc trai, làm nổi bật logo chạm khắc tinh xảo màu vàng hồng, không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, Zenbook 13 Edition 30 còn được chế tác từ các vật liệu siêu cao cấp, bao gồm logo kỷ niệm được mạ vàng hồng nano 18 carat, lớp da thật bọc bên ngoài được làm thủ công và có xuất xứ từ Italy. Mặc dù không được trang bị CPU thế hệ thứ 10 mới nhất của Intel, song phần cứng của Zenbook 13 Edition 30 cũng không quá lỗi thời với một bộ vi xử lý Core i7-8565U. 16GB RAM và bộ nhớ SSD 1TB. Phần khung máy siêu mỏng nhưng Zenbook 13 Edition 30 vẫn sở hữu các đồ họa rời MX250 mang lại khả năng hỗ trợ chơi game, xử lý đồ họa tương đối ổn. Chiếc laptop này còn sở hữu nhiều công nghệ thú vị, điển hình như ScreenPad 2.0 với một màn hình cảm ứng phụ trợ rộng 5.65 inch, cho phép người dùng truy cập nhanh vào những app yêu thích như Evernote, Spotify, cũng như hỗ trợ hiển thị. Ngoài ra, nó có camera IR để mở khóa bằng khuôn mặt, Bluetooth 5.0